cầu thủ nữ cởi áo mừng bàn thắng đưa Panama vào vòng chung kết World Cup. Tiền đạo Linus Sedeno cởi áo ăn mừng sau khi ghi bàn thắng giúp tuyển nữ Panama đánh bại Paraguay 1-0 ở trận playoff đêm 22 tháng 2, giành quyền dự vòng chung kết World Cup nữ 2023.